Thùy Dương và Thành Công xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Trưa nay thứ hai ngày 31 tháng 1 năm 2022, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Thành phố Long Xuyên xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 2. Châu Thành họp mặt nông dân giỏi tiêu biểu và doanh nhân nông thôn Xuân Nhâm Dần 2022. Không khí đón Tết của người dân xứ đạo Phú Tân. Phụ nữ biên giới gói bánh tét tặng các chốt phòng chống dịch ăn Tết. Tri Tôn tổ chức chương trình văn nghệ mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Mới đây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Đặng Thị Hoa Rây chủ trì cuộc họp xét duyệt chế độ chính trị, chính sách lần 2 cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022. Tại cuộc họp, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 13 phường xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã báo cáo danh sách các thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự và báo cáo các trường hợp thanh niên có đủ điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn để xem xét miễn tạm quản để Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố xem xét cho ý kiến. Qua kết quả xem xét, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố thống nhất danh sách thanh niên các phường xã theo báo cáo. Để đảm bảo công tác giao quân năm 2022 đạt chỉ tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Đặng Thị Hoa Rây yêu cầu các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, thực hiện chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật Công an Nhân dân, quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác để đảm bảo sức khỏe cho thanh niên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương, quân đội, giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Antraco, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, Viettel An Giang, công ty cổ phần điện nước An Giang, điện lực An Giang và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn đến chúc Tết huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn. Các công ty doanh nghiệp gửi lời cảm ơn lãnh đạo huyện Tri Tôn thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Công nhân một số công ty mắc COVID-19, huyện đã hỗ trợ y tế kịp thời khống chế, ngăn chặn, không để dịch bùng phát. Và giai đoạn chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, địa phương cũng hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Cao Quang Liêm, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế của huyện. Đồng chí cũng gửi lời chúc các doanh nghiệp năm mới thắng lợi mới, không ngừng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn năm trước. Hội nông dân tỉnh phối hợp với Hội nông dân huyện Châu Thành tổ chức họp mặt nông dân giỏi tiêu biểu và doanh nhân nông thôn Xuân Nhâm Dần 2022. Tại buổi họp này, các đại biểu được ngành nông nghiệp báo cáo tóm tắt kết quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển. Năm 2021, huyện Châu Thành có 7.460 cá nhân và 28 tập thể được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Trong đó cấp tỉnh là 567 cá nhân, 2 tập thể, cấp huyện là 1.566 cá nhân, 11 tập thể, cấp xã là 5.327 cá nhân và 12 tập thể. Tại buổi họp mặt, đại diện Hội Nông dân tỉnh đã trao 26 phần quà Tết cho 26 nông dân giỏi tiêu biểu và doanh nhân nông thôn nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Ban dân vận huyện ủy Tri Tôn và các tổ chức từ thiện vừa tổ chức tặng 120 suất quà Tết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn các xã An Tức, Ô Lâm và xã Lương Phi, huyện Tri Tôn. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm hiện vật và tiền mặt. Tổng số tiền quà là 120 triệu đồng từ nguồn vận động của Ban dân vận huyện ủy. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực của Ban dân vận huyện ủy và các tổ chức từ thiện để trao tặng các suất quà đến những mảnh đời không may mắn trong cuộc sống. Đồng thời động viên chia sẻ những hộ nghèo, trẻ mồ côi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Ban dân vận huyện ủy Thoại Sơn phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức trao tặng 330 phần quà Tết cho gia đình khó khăn trên địa bàn hai xã Vĩnh Trạch và Định Thành. Được Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam trao tặng một phần quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, mì gói, bánh kẹo, nước tương, dầu ăn với tổng trị giá 99 triệu đồng. Do các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ,
qua đó giúp các gia đình khó khăn của hai xã Vĩnh Trạch, Định Thành có điều kiện tốt hơn để đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hội đồng quỹ xã hội từ thiện thị xã Tân Châu phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sương, công an xã cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Lợi tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho anh Châu Văn Thông, ngụ ấp 3 xã Vĩnh Sương, là công an viên của xã đang gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà được xây dựng có diện tích 55m², kinh phí xây dựng 160 triệu đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Lợi hỗ trợ 62 triệu đồng, phần còn lại công an xã, gia đình và người thân đóng góp thêm, và sự hỗ trợ ngày công của đội cất nhà từ thiện xã Vĩnh Sương. Trong những ngày này, không khí xuân tràn ngập khắp mọi nẻo đường, mọi nhà đang chuẩn bị đón năm mới Nhâm Dần 2022. Ở nơi tuyến đầu biên giới, An Giang, các cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng và lực lượng tăng cường ở những chốt phòng chống dịch COVID-19 luôn phải căng mình bảo vệ đường biên, tuần tra kiểm soát 24/24, chống người xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống tội phạm để nhân dân đón xuân mới bình yên. Giúp các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu dời đi nỗi nhớ nhà, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa quân và dân. Những ngày qua, các chị em phụ nữ ở các xã, khu vực biên giới, thị xã Tân Châu kho thịt, gói bánh tét, gửi đến các chốt phòng chống dịch, giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận được hương vị Tết. Gần 10 chị em phụ nữ xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, hai ngày nay tất bật với việc chọn lá chuối làm nhân bánh tét, đi mua thịt về kho với hộp dịch để chuẩn bị đi ra các chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, tổ chức ăn Tết sớm. Với các chiến sĩ nơi tuyến đầu đang ngày đêm canh giữ biên cương, quên đi Tết ở quê nhà. Thì hội phụ nữ hàng năm thì gói bánh tét để tặng các anh biên phòng trực chốt xa nhà để nhằm đảm bảo giúp các anh đỡ nhớ quê hương và vận động nhằm hỗ trợ động lực các anh là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để đạt kết quả cao. Tổ chức gói bánh tét ra thăm các chiến sĩ đang trực chốt. Điều này càng thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa quân dân trên tuyến biên giới, giúp các anh yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để mọi nhà vui xuân đầm ấm, an lành. Hội phụ nữ của xã Phú Lộc cũng trực tiếp đến là gói bánh tét, rồi kho thịt, rồi là ăn cơm cùng với bộ đội ở trên chốt biên giới nhằm là trao đổi về động viên những đồng chí là không được về ăn Tết, là có cái tinh thần cao là trong cái quản lý bảo vệ biên giới trực Tết, nhất là đêm giao thừa, tăng cường các lực lượng là tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực mình được phụ trách. Ngoài ra thì cũng tham gia với các lực lượng của địa phương là tuần tra địa bàn. Thì đối với đơn vị thì cũng quan tâm là đến động viên cán bộ chiến sĩ cũng như là tặng quà rồi là thịt kho để cho cán bộ chiến sĩ ăn đảm bảo trực trong mấy ngày Tết. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương quản lý đường biên giới dài trên 6,2 km, bao gồm cả đường bộ và đường thủy, đi qua hai xã Vĩnh Sương và Phú Lộc, tiếp giáp với xã bạn Kham Sno, Campuchia. Mặc dù là một địa bàn rộng, đường biên mốc giới dài chằng chịt, nhưng cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh khu vực biên giới, phát hiện kịp thời người xâm nhập biên giới trái phép. Bên cạnh đó, luôn có sự góp sức rất lớn của nhân dân khu vực biên giới, các chị em phụ nữ đã tạo thêm sức mạnh cho các chiến sĩ tuyến đầu biên giới thực hiện tốt nhiệm vụ. Năm mới đến rất gần, không khí mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết cũng rộn ràng hẳn lên. Qua Tết là một trong những mặt hàng được nhà nhà ưa chuộng. Những ngày này, tại các chợ, nhất là chợ trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, nhộn nhịp lên hẳn với nhiều loại hoa đủ sắc màu được trưng bày thu hút người dân đến chọn mua để mang về bài trí trong những ngày Tết. Mỗi năm bắt đầu từ rằm tháng Chạp, các tiểu thương trong và ngoài huyện đem qua cây kiển về hộp chợ hoa tại chợ trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ. Chợ hoa hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng chủ yếu là vào buổi chiều và tối, bởi người dân tranh thủ thời gian rảnh đến đây để ngắm và tìm cho mình những chậu hoa đẹp để mua. Để đáp ứng nhu cầu của người thích ngắm và mua hoa cây kiển, các tiểu thương trong và ngoài huyện đã chuẩn bị nhiều loại hoa kiển như mai, trang, cúc Đài Loan, tiger, hồng đỏ, thược dược, đỗ quyên, vân vân. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các tiểu thương e dè không nhập nhiều hoa về bán, số lượng hoa cũng giảm so với năm trước. Tại các khu vực chợ Mỹ Lương, chợ Đình, dọc theo hai bên đường, một số xã như Phú Hưng, gần thị trấn Phú Mỹ, các tiểu thương cũng bán nhiều loại hoa phục vụ người tiêu dùng.
nhưng số lượng qua và người bán cũng giảm hẳn. Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, thời điểm này không khí vui tươi phấn khởi chào đón Xuân Nhâm Dần 2022 đang ngập tràn khắp các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân. Qua một năm chống chọi với dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới, người người, nhà nhà cũng phấn khởi và chuẩn bị về mọi mặt để du xuân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh. Những ngày này, sắc xuân đã về đến khắp mọi nơi ở xứ đạo Phú Tân. Ai nấy đều tất bật cho công việc chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, trang trí, đèn hoa, mua những đóa hoa xinh xinh, sắc màu rực rỡ. Chuẩn bị những món ăn truyền thống, bánh mứt, gói bánh tét cùng những món đồ chay dùng trong 3 ngày Tết để giữ chay thanh tịnh và lòng nhân ái đối với mọi loài. Mỗi thành viên trong gia đình đều tham gia góp sức tạo nên không khí đầm ấm, vui tươi trong những ngày Tết. Thì cái không khí Tết cổ truyền là thì cũng như mọi năm vậy, thường là lúc là cỡ 23, tức là lúc ông Táo là tới đến ngày 29-30 Tết đó, thì người ta lo là ở trang hoàng nhà cửa bàn thờ thì phải tôn nghiêm, thì người ta lo là những cái thức ăn để cúng kiến ông bà theo cái cổ tục của địa phương. Hoạt động mua bán tại các cửa hàng tạp hóa, quầy bán lớn nhỏ trên địa bàn huyện cũng trưng bày nhiều mặt hàng đồ trang trí, thu hút nhiều người tìm đến mua về, tô điểm cho không gian gia đình để vui xuân đón Tết. Chợ trung tâm thương mại, chợ truyền thống sôi động hơn với hàng hóa phong phú, phục vụ nhu cầu cuối năm của người dân. Đặc biệt tại chợ hoa trung tâm thương mại, thời gian này nhiều loại hoa cúc, mai, hạnh, cây cảnh, dân dân đủ màu sắc được bày bán. Ai cũng mong muốn tìm thấy những chậu hoa ưng ý, mang ý nghĩa tốt lành để gia đình có cái Tết thật đầy đủ và ấm cúng. Lục lại gió mua bông mai, bông cúc với cây tắc với chân. Với lại mai có màu vàng với lại tượng trưng cho Tết xuân về đó. Nói chung năm nay thì có không khí Tết đi mua đồ á. Dịch bệnh thì nó không có được như năm ngoái, nhưng mà mỗi khi mình đến chỗ ngoài thế này thấy nó là mình phấn khởi, trong khí mùa xuân nó rất tràn đầy. Cùng với đó, tại trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân còn tổ chức trưng bày các tiểu cảnh, tạo điểm check-in với các tiểu cảnh chào đón năm mới và chương trình ẩm thực về sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện phục vụ nhu cầu du xuân của người dân. Thực hiện trang trí tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống pano Apic, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, cổng chào kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện, trong đó tập trung tại tuyến đường chính ở khu vực trung tâm, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc và mong muốn về những điều tốt đẹp nhất. Chính quyền địa phương ở nơi này là có tổ chức những cái tiểu cảnh ở trên đường phố, có tổ chức những cái đoạn đường đi bộ. Thấy bà con rất là háo hức nhộn nhịp. Không khí vui xuân của người dân thì theo bản thân tôi cảm nhận được thì năm nay Xuân Nhâm Dần, mọi người dân rất là phấn khởi trong điều kiện quyện của mình đã kiểm soát được dịch COVID-19. Sắc xuân đã tràn ngập khắp muôn nơi. Với sự chuẩn bị các công trình chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo nông thôn, trang trí cờ hoa, huyện Phú Tân như đang khoác lên mình bộ áo mới với màu đỏ sắc vàng của lá cờ Tổ quốc. Mọi người, mọi nhà ở xứ đạo đang mong chờ và hướng đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 cùng rất nhiều kỳ vọng về một năm mới nhiều thắng lợi. Cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Phú Tân ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt, Tết cổ truyền rất thiêng liêng, là những ngày trọng đại nhất trong năm. Quanh năm đi làm ăn xa, ai cũng muốn đến Tết để về thăm quê hương, sum họp cùng ông bà cha mẹ. Còn đối với một số bạn trẻ, Tết còn là thời điểm đẹp nhất trong năm để cùng bạn bè khám phá những miền đất mới. Nhưng để bảo vệ thành quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhiều cá nhân, gia đình đã thay đổi kế hoạch đón Tết Nhâm Dần. Tuy thay đổi nhưng không khí đón Tết năm nay của các gia đình không kém phần vui tươi rộn rã. Không khí chào đón năm mới tại những miền quê trong tỉnh ngày giáp Tết thật đầm ấm. Nhiều gia đình lựa chọn Tết đơn giản một chút cũng chẳng sao, miễn là an toàn, không phải giãn cách, cách ly. Đa số các gia đình ở vùng nông thôn vẫn giữ tục lệ sum họp con cháu trong gia đình, gặp gỡ chia sẻ những câu chuyện năm cũ, cùng gói bánh, trang trí nhà cửa để đón năm mới cùng quê hương, tổ tiên, ông bà, cha mẹ với những lời chúc tốt lành nhân dịp năm mới. Do tình hình dịch bệnh nên Tết này gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Đan ở xã Định Thành, huyện Thoại Sơn cũng đã chủ động đón Tết gọn hơn mọi năm. Ngoài việc chuẩn bị các món bánh trái trong những ngày Tết,
thì việc cho con cháu đi chúc Tết bà con họ hàng gần xa và cả việc đi du lịch trong những ngày Tết cổ truyền cũng được gia đình bà tinh giản rất nhiều. Lúc như chuẩn bị mà hai mấy Tết nè, chuẩn bị trước vậy đó, cũng Tết cũng chuẩn bị như bó cho đòn rồi làm bánh rồi này kia vậy đó. Con cháu nó cũng quay quần lại. Vui lúc là lúc con cháu mình nó tụ họp lại nhà đón Tết. Tết thì cũng bình thường thôi, rồi con cháu nó về sum họp gia đình rồi tụ hội lại rồi ăn uống vui vẻ. Bà con cũng vui vẻ lắm. Bởi Covid nó sắp qua đó, nó còn chút đỉnh à. Thành ra ai cũng phấn khởi hết trơn, cũng lo vì là ăn Tết rồi lo canh tác tới làm ăn. Lúa thóc này qua màu này kia nọ đó, làm cho phát triển. Nếu như trước kia, Tết là dịp để mọi người đến chào hỏi thăm sức khỏe và mừng tuổi nhau, thì năm nay, Tết với các gia đình chỉ đơn giản là dịp để con cháu sum họp quây quần bên ông bà, cha mẹ, trẻ nhỏ tìm hiểu những giá trị truyền thống với những món bánh phong tục đón Tết Việt từ ông bà. Dạ, Tết năm nay là một ngày Tết rất đặc biệt với ý nghĩa với con, do tình hình Covid còn phức tạp. Nên năm nay gia đình con đã hạn chế đi chơi xa và ngoài ra con còn giúp bà làm bánh, giúp ông lặt lá mai, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Con rất là vui. Không khí Tết ở gia đình của mình hôm nay diễn ra rất vui hơn mỗi năm vì dịch bệnh Covid nó kéo dài cả một năm nay. Do đó năm nay là nơi có dịp mọi người không có đi chơi xa, vì vậy đoàn tụ lại bên gia đình. Mỗi năm thì mua hầu hết những cái bánh mứt và những cái món ăn ở ngoài. Năm nay gia đình mình tụ tập lại để làm gói bánh, làm bánh mứt để mà lừa, để là cho những đứa trẻ nó có cơ hội để mà vui bên nhau, rồi cùng nhau đón xuân, để ngoài ra cũng lưu giữ được những nét đẹp truyền thống của người Việt Nam mình là Tết phải gói bánh tét, bánh ú hoặc bánh ít, hoặc là làm bánh để cho những đứa trẻ có những không gian vui chơi vào những ngày xuân. Không có quá nhiều rộn ràng như mọi năm, người dân Việt đón Tết thời Covid tuy không tập trung đông người nhưng cũng không kém phần đầm ấm, bởi hầu hết các gia đình đã chủ động dành thời gian nhiều hơn để đoàn tụ bên gia đình, chia sẻ chuyện buồn vui của năm cũ. Gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm cùng xem TV, nhâm nhi ly trà. Các bà, các mẹ dạy con trẻ chế biến những món ăn truyền thống trong ngày Tết. Chính những điều đó đã làm phát huy và bảo tồn giá trị cốt lõi của Tết Việt. Và gia đình sum vầy là tình cảm và những lời chúc chân thành của mỗi người con đất Việt. Nhằm tạo không khí sôi động chào đón năm mới trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tối hôm qua tại phố đi bộ huyện, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch huyện Tri Tôn tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân Nhâm Dần 2022. Chương trình còn có sự góp mặt của đội văn nghệ trường trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang với 17 tiết mục ca múa nhạc là những bài hát ca ngợi đất nước vào mùa xuân, quê hương Tri Tôn đổi mới, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, tình đoàn kết các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer chung sống trên địa bàn huyện, những điệu múa mang đậm nét văn hóa Khmer. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân. Vì sau một năm vất vả chống chọi với dịch bệnh COVID-19, với hy vọng năm mới dịch bệnh qua mau, cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái bình thường, các tiết tấu âm nhạc đã thu hút đông đảo người dân đến xem, cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh sắc đất trời vào xuân của quê hương Tri Tôn. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.